Giữa lúc toàn dân ưu tiên cho việc chống dịch, thì có vẻ ở showbiz, một số nghệ sĩ lại bận rộn nói xấu một nhân vật nổi cộm liên quan đến nhiều lùm xùm được khui ra trong thời gian qua. Trong khi những người có tên trong nhóm chat đó đều đang im lặng, thì ca sĩ Duy Mạnh và Phương Thanh lên tiếng khẳng định sự tồn tại của nhóm này và khẳng định rằng mình không hề liên quan. Theo tin tức online đưa tin, tại các diễn đàn, hội nhóm trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt hình ảnh của một nhóm chat Viber có tên Nghệ sĩ Việt, gồm nhiều tài khoản được cho là của những nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí. Đáng nói, nhóm chat này có nội dung nhạy cảm khi nhiều sao lớn tụ tập nói xấu một nhân vật nổi cộm liên quan tới showbiz thời gian qua. Khi được netizen hỏi thẳng trên Facebook cá nhân, Duy Mạnh cũng đáp trả thẳng thắn, khiến nhiều người ngỡ ngàng khi cho biết. Bữa trước có ad anh vào, nhưng anh không tham gia. Anh là thợ hát, chứ có phải nghệ sĩ đâu, vào làm gì. Cùng với đó, một ca sĩ cũng có tên trong này là Phương Thanh từng phủ nhận không biết nhóm nghệ sĩ Việt nào đã vô tình trả lời một fan hâm mộ rằng chị biết tụi nó núp lùm, cố tình đẩy chị vô group, đồng thời nhấn mạnh không có ai có thể lôi kéo được cô. Nhiều người cho rằng câu trả lời của nữ ca sĩ đã bất nhất vì mới hôm qua cô còn nói không biết về nhóm này nhưng nay lại có thông báo bị hại vì người cố tình thêm cô vào. Hiện tại, sự việc này vẫn đang được cộng đồng mạng quan tâm và xôn xao bàn tán. Có vẻ, làn sóng drama này cũng diễn biến phức tạp, không hề thua kém tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau hàng loạt những sự việc diễn ra trên mạng xã hội trong suốt thời gian vừa qua, những hệ lụy rất thật trên một không gian ảo là điều không ai có thể bàn cãi. Để xây dựng môi trường mạng lành mạnh và an toàn tại Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội nhằm đảm bảo quyền tự do của mỗi cá nhân, song vẫn đảm bảo phù hợp với chuẩn mực, hạn chế những điều tiêu cực như trong thời gian qua. Việc hàng loạt những streamer mới nổi trong thời gian vừa qua có thể nói đã gây lên một cơn bão mạng kể từ khi Internet trở nên phổ biến tại Việt Nam. Nếu như trước đây, không gian số vốn nhiều đất diễn cho những người bán hàng online, các game thủ hoặc một số nghệ sĩ giao lưu với người hâm mộ, thì theo thời gian, nền tảng số phát triển mạnh hơn, kéo theo nhiều sự việc biến tướng khi người dùng mạng xã hội lợi dụng để thực hiện những mục đích không tốt. Từ những livestream thiếu tính giáo dục, cho đến những hành vi phản cảm câu like, rồi công kích, đấu tố lẫn nhau, hay tệ hơn là lôi kéo dẫn dắt vào những âm mưu phản động. Trước tình hình đó, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Theo báo điện tử Việt Nam Plus đưa tin, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội có bản chất là tập hợp tất cả các quy định về hành vi ứng xử, chuẩn mực đạo đức, văn hóa trên môi trường mạng xã hội. Các quy định đã được nêu rõ trong Bộ Quy tắc, nhưng để dễ hiểu, dễ nhớ, có thể tóm gọn lại trong 4 nội dung bằng 4 chữ. Trọng, trách, an, lành. Giống như khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, Bộ Quy tắc này chỉ mang tính khuyến nghị, nhưng khi xảy ra một hành vi sai phạm, vi phạm pháp luật, các cá nhân hoặc tổ chức làm sai sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Hy vọng trong thời gian tới, chúng ta sẽ tạo dựng được thói quen tích cực trong hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường số an toàn và lành mạnh, đáp ứng mục tiêu của nhà nước đề ra.